Nhà đây này, con này kính sợi. Ờ, con này kính sợi. Kính sợi, ô, chơi trông như chim. Ô, như khuyên tàu nhỉ. Xong, úi dồi, sắp chờ rồi. Xong một con cả đàn nó về, úi dồi. Úi dồi, nhảy nốt, nhảy nốt, nhảy nốt. Nhảy, nhảy, nhảy. Vẫn chiếm cánh ạ. Đấy, cái chào màu kia kìa, kìa. Đây chào màu đây. Khỏe lắm chào màu đấy nhỉ. Anh em nhá. Hôm nay em mang con khuyên líu chòe, líu pha chòe. Đi bẫy xem được con khuyên nào líu pha chòe không anh em nhá. Chim khuyên non vụ này anh em ạ. Có con khuyên, có con khuyên trên đầu rồi anh em ơi. Kìa. Xuống không? Đúng không? Đây. Có xe đi lại anh em ạ. Xem xuống không? Xuống đấy. Xuống. Vẫn ở trên cao, chưa xuống em ạ. Con chim non vụ này anh em nhá. Mang làm mồi. Chạy cầu cực tốt luôn. Líu pha chòe. Cũng lâu rồi hôm nay lại mang khuyên đi bẫy anh em ạ. Con kia không xuống. Cứ đứng trên kia. Nay gặp con nào líu chòe. Nghe tiếng líu chòe về ngay. Để về đó để cái mít này, cái mít này. Nhìn bên ngoài nó sợ cái mít này anh em ơi. Có con về đây này, đây này ấy, trên cây ấy con kia đẹp quá anh em ơi. Con này họ đẹp quá. Đây con này họ đẹp nhà xuống rồi. À, con gì đá ôi gì đá về này. Mấy con liền anh em ơi. Ui dồi cả bài. Ai ui dồi. Sẽ còn bay cũng đông đấy. Đây nha. Con này nhại. Con này xuống gần thôi. Đấy. Chim minh tế vụ này. Họa đẹp lắm. Anh em ạ, họa đẹp lắm. Một con ôi từ ngoài lao vào. Đấy, kêu này vừa này. Ui cả đàn về kìa. Ui cả đàn về kìa. Ai. Sao một con cả đàn nó về ôi dồi. Ui dồi, nhảy nốt. Nhảy. Vẫn chiếm cánh ạ. Vẫn chiếm cánh mà. Cả đàn. Sợ. Chích. Chích cũng nhảy. Chích cái khuyên này.
Ngại, ngại. Con này họa đẹp không? Kiếm con họa đẹp. Nhại này, nhại này. Quẩy dài đấy. Con nó ngóc đầu nhìn trông già. Xuống. 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 Ui, ui, ui. Quay lên ạ. Mỏ sống chạy con à? Con chạy mình à? À không để ý nhé. Mỏ sống chạy đúng không? À, xem đẹp không? Sập đầu tiên, con đầu tiên trong đời. Hơi hoảng một chút anh em ạ. Con này chim vụ này à? Chân là tư. Để xem này. Này không đẹp lắm đúng không? Con này vừa thay lông xong, đợt này đi bẫy thì khuyên tầm này thì nó mới thay lông xong nên nó không được hăng lắm anh em ạ. Treo tiếp thử xem. Con này thì họa nó mới thay nên không được đẹp. Có lẽ không? Thì quạt vừa lao ngang. Chân màu cái anh em kìa. Chân màu về cứ đu đu này. Má trắng, má trắng. Ừ, đây này. Đã không? Úi, cái chân màu kìa kìa. Kìa. Đây, chân màu đây. Quay lắm chân màu đấy nhỉ? Hai con chầm màu, ấy đằng kia có hai con bảy mà trắng. Ơi trong kia có con nữa. Trong kia có con nữa kìa. Ba bốn con à? Kìa, nó về ăn kẹo rồi này anh em này. Đây, nó về ăn kẹo rồi. Nhảy đây. Này, con này kính sợ. Ờ, con này kính sợ. Kính sợ không? Chứ trông như chim. Ờ, như khuyên tàu nhỉ. Xong, úi rồi. Sập trượt à? Sập trượt à? Con trông con cái cánh sợ như trông như khuyên tàu. Mắt lồi. Họa to. Hình như con sập trượt đây này. Vẫn đang ngáy ngáy như này. Đây. Đây này. Hình như con máy sập trượt đây này. Họa to lắm. Nhái, ui dồi. Phải nó. Anh em ơi. À vậy tận lòng ấy anh em ơi. Mà về lồng khuyên, cái đi à? Ơ, con kia thay lồng nhiều thế nhỉ? Phải đi rồi anh em ạ. Khuyên đang nghe. Đàn luôn. Đây đâu. Con cánh sợi đang đậu cái ngoài kìa. Đâu phải đâu. Đây á. Ui họa to lắm. Họa con này cũng to. Nhà này.
xuống về tận đây này. Ui, họa to phết này. Ui, phải con kính chạy nào. Ui, họa to lắm anh em ạ. Cái điều họa to đồng rồi. Có thể thấy lôi, lông đuôi còn cổ thích cả là. Đấy, đấy, đấy. Con này họa to nhưng mà lông đuôi, ui, họa to lắm nhưng mà lông đuôi đang thay. Cụt ngụn. Nói đúng không? Đấy, kệ cho nó kêu cho bọn kia sập nốt xem được con nào đẹp không. Đây này, ôi còn họa to đây, họa to đây, họa to đây rồi. Họa to đây rồi anh em ơi. Đúng không nhỉ? Đây, đây lại con lông đuôi cụt nữa. Con mai nên lông đuôi cụt kia là ấy hơn. Bộ game họa to hơn. Đây con lông đuôi cụt nữa anh em. Anh tè ấy ra. Tè thơm hơn à? Anh em ạ. Thằng quê em nó tè em thơm hơn rồi gỡ. Con này bẫy được 2 con rồi anh em ạ. Lần đầu tiên cho lồng bẫy. Đây anh em này. Họa nó đang thay. Con này họa to. Lông đuôi thì đang đang thay nốt. Con này thì nó được đưa vào vụ. Con này liếu ngoài ạ. Con quyền này quát này. Giật giật này nhảy. Ui xong rồi. Rồi ra gỡ luôn đi em. Ra gỡ luôn, ra gỡ luôn. Tay tối ra gỡ cũng được. Họa cũng đẹp phết anh em ạ. Tưởng xấu họa đẹp. Con này cũng được 1-2 vụ à. Đấy, ngoài đang có con quát kìa. Ngoài đang có con quát. Lại về tiếp anh em này. Đâu rồi, à đây đây đây. Còn không biết phải cái con bắn nãy quát không. Con bắn nãy là con chim non anh em ạ. Chim non vụ này. Mẹ nhìn hơi đầu tượng cái chim già và chim non. Mấy con vẽ ủa. Đông thế. Ôi à. Ôi. Ôi cả lũ. Úi giời. Nhìn thích không anh em? Mồi nào tâm tâm. Ôi chà. Ấy, tiếp tục. 2, 4, 6, 7 con. 7 con anh em ạ. Một phát gọi 7 con này. Một. Nhảy. Nhảy nào. Một con. Tiếp tục. Hôm nay cho con mồi này ra trận buổi đầu tiên con chim non. Sập con thứ 1, thứ 2, thứ 3. Thứ 3 nhỉ, thứ 4 rồi. Một con thì nãy đẹp nhất thì lại bị sóng mất. Còn hai con kia tí nữa xem con nào thật đẹp thì mới lấy anh em ạ. Nó nhảy sang lòng rồi. Thật đẹp sẽ lấy con hai con về nuôi. Em chỉ thích khuyên về họa to. Chả biết là chơi thế nào nhưng mà hót líu thế nào nhưng chỉ thích họa to. Dài chim. Đứng luôn trên lòng này. Em ra gỡ ra nhận lại nhất rồi. Xem đẹp không. Xong lại treo tiếp. Tài đông ạ. Đây anh em này. Con này thì tầm 2-3 vụ gì đấy. Nhưng mà cái họa không được đẹp lắm. Họa bình thường rồi. Đang thấy lông. Để cất vào con nào đẹp thì sẽ lấy anh em ạ. Lại về luôn. Nhưng mà không đẹp, đừng nhảy. Đừng có nhảy, tìm con đẹp đi nhảy. Biến đi. Ôi. Con này đầu đàn. Đầu quá, cái con đầu rồi.
vài con nào đang quát đấy. Đúng rồi. Zin 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 zin. Zin zin con ngoài à? Zin là sao? Hai con này không đẹp. Xấu á. Tiếp tục về, đấy, còn nữa. Bọn này bánh tẻ mới lên anh ạ. Mồi không líu à. Ôi ơi, đứng cầu tử rồi. Đứng trong. Đứng cầu tử à? Đứng đi trong. Em bảo anh bảo rồi không gài gài sâu em. Cái lồng này em cần gì phải gài sâu nữa. Thế nó không sập là mừng quá rồi, nhìn nó. À không, đúng bay rồi. Bay lên là sập, nhìn nè. Bên lên là sập. Nhìn nè. Em gài sâu quá. Gài nông thôi. Con này thì xấu rồi, đừng có sập nhưng mà bay lên là sập. Cái này em gài câu gài sâu á. Em sợ là nhạy quá. Ôi, thấy giờ đứng đấy chả sập này. Bay ra sập à? Sập. Ôi giời, đứng đấy chả sập. Thấy giờ đấy, thấy tác hại của gài sâu chưa? Gài tầm nó 2 ly được, em gài tận 4-5 ly. Em sợ nó sập bên này không, bên kia nó cũng sập. Đấy, lại cả một lút anh em ạ, xem con nó đẹp không? Đây tôi khuyên đi theo đàn, tầm này chim tay lông nên không có mấy khi đấu anh em ạ. Toàn tự nhảy nhiều. Không còn nào đến quát. Toàn tự nhảy nhiều. Toàn chim bánh tẻ này. Bánh tẻ ngoạ to vẫn đẹp nhưng mà không không thấy có con nào ngoạ to anh em ạ. Đây này. Chào phát cuối cùng anh em ạ, về comment liệu có con nào không, nhưng mà nãy em nhìn thấy có một con về đây, cái là kích tiếng thấy nó về đây, nhìn bộ đẹp lắm, chim giá đét luôn, comment liệu nó về được không. Treo nút sau này không để về anh em ạ. Líu đi. Lần đầu tiên vào lồng bẫy nên mới đầu líu tí, bây giờ không líu mấy nữa anh em ạ, phải đi nhiều mới quen. Xuống anh em ơi. Kìa. Đấy, một đôi. Sao? Đấy. Con nào hoa nhỉ? Con kia cụt đuôi tiếp à? À, có một con cụt đuôi đang thay lông. Em đẹp không? Đây. Giật đồng rồi. Con dưới con mái nữa. Thêm con trống. Nhảy. Rồi. Tắt. Con kia xuống nốt nữa. Một đôi nữa à? Xuống nốt. Đây là con này. Ô, sao toàn lông đuôi ngắn này. Gì đá. Nay có một con vàng chới không thấy nó đâu anh em ạ. Con chim già vàng chới cũng không thấy nó về. Không biết à. Máy zoom tới tầm ý nó mờ đấy nhỉ. Lại sạy. Còn mũi lòng. Còn đi
nó chém cánh tốt hơn mấy con kia, họa to ra ra mất, phải sập mất rồi anh em ạ. Đây nhặt được cái này mang về để coi đây. Thôi về đây.